Lợi dụng lòng tin của chủ hội, một phụ nữ đã chơi bốn vây hội của họ, sau đó hốt trước rồi ôm tiền bỏ trốn. Thông tin về vụ việc này, sáng nay 5 tháng 9, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam Lê Hồng Thắm, 41 tuổi, ngũ ấp Thái Hòa, xã Nam Thái A, huyện An Biên để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Thắm tham gia chơi bốn đầu hội với bốn chủ hội, ngụ cùng địa phương. Đến tháng 4 năm 2016, lợi dụng lòng tin của những người nói trên, Thắm đã hốt hết 4 đầu hụi chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng rồi bỏ trốn, không đóng tiền hụi chết cho những lần còn lại. Đến tháng 8 năm 2017, khi Thắm trở về thăm nhà thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Biên bắt giữ.